Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ ben điện cho xe 4 bánh, 3 bánh xe điện các bạn nhé. Cái này là bộ ben điện. Động cơ là 4860V 1000W. Liền bơm ben. Cái này thì rất là dễ cho các bạn làm xe điện có ben. Nó đấu lối rất là đơn giản, kết lối chỉ bằng một sợi dây dầu thôi, nó không lằng nhằng, nó có van sẵn ở đấy rồi, các bạn chỉ sử dụng một thao tác mở van là xong thôi. Đấy. Thiết bị thì có trang bị cho các bạn một cái bộ cần này, là để mở van điện, một cây ben này, cây ben có hành trình 3 tấc 75 cm. Trang bị cả gối đỡ cây ben, gối đỡ hàn lên trên thùng xe. Đấy, và một cái cầu dao đóng điện. Khi các bạn mở điện lên ấy, chưa có tác động vào van ấy, thì dầu nó sẽ bơm tuần hoàn trên cái bình dầu này. Và khi các bạn thao tác vào cái van này ấy, kéo lên ấy, thì dầu nó mới lên cây ben. Và khi các bạn bỏ cái van này ra thì cái ben sẽ đứng im, và khi các bạn thao tác nhả cần xuống ấy thì ben nó sẽ xuống. Ben xuống ở đây là xuống theo kiểu trọng lượng của thùng xe tì lặng xuống các bạn nhé. Ở đây dây dầu thì nó dài khoảng hơn 1 mét đến 1,5 mét. Đấy, đủ cho các bạn làm xe 3 bánh. Cái bộ này thì theo như một số khách hàng đã làm thì nó tải trọng khoảng 1 tấn, hơn 1 tấn. Tấn hàng ấy thì nó theo cái vị trí đặt cây ben. Cho nên là khi mình nói thì nó chỉ là tương đối thôi. Các bạn đặt ở đuôi thùng thì nó sẽ được tải trọng cao hơn. Là các bạn đặt ở giữa thùng nó khác. Và đặt ở đuôi cái thùng xe nó khác. Đấy, thì nó như cái nguyên lý mình lật thùng ấy, mình điểm... đẩy ở điểm nào ấy, nặng nhẹ như thế nào thì nó là do cái vị trí đặt cái điểm cây ben này. Đấy, các bạn để ở đuôi thùng xe thì nó lâng lên rất là nhẹ. Nhưng nếu mà đẩy ở giữa thùng xe thì nó lâng lên rất là nặng. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tải trọng của nó, cái tải trọng đóng xe. Nói chung những các bạn làm xe khoảng 1 tấn ấy, thì là rất là thoải mái, cái bộ này rất là thoải mái. Các bạn có nhu cầu làm nặng hơn ấy, thì có thể sử dụng động cơ 1500W. Đấy. Thì với cái ben như vậy, đây là tổng thể của một bộ, nó như thế đấy, có cả chốt trước các thứ là đủ hết các bạn nhé. Cái này lưu ý cho các bạn là có thể chạy 4860 và 72V không vấn đề gì cả. Đó. Nó chạy được 3 điện áp như vậy. Động cơ thì thuộc dòng động cơ không có nam châm, rất là bền. Đấy. Đây là động cơ đây. Cách đấu lối thì khá là đơn giản thôi, nó chỉ có hai dây điện vào thôi, hai cấp nguồn là chạy vậy thôi, không có gì cả. Bên em sẽ hỗ trợ cho khách hàng về mặt kỹ thuật đấu lối. Đấy, thùng dầu này thì nó rơi khoảng 3 lít rưỡi đến 4 lít gì đấy. Nói chung là nó phù hợp với lại cho cây ben này. Các bạn nào mà lưng hai cây ben thì nó mới thiếu, chứ còn lưng một cây ben này thì dư sức các bạn nhé. Mọi chi tiết đặt hàng thì có thể liên hệ 0983 818 955. Giá thành sản phẩm các bạn có thể comment ở phía dưới, hoặc là gọi điện trực tiếp theo cái số điện thoại đang trôi ở trên màn hình đấy. Em có để ở dưới màn hình các cái số điện thoại liên hệ, Zalo, tin nhắn và gọi điện. Mọi thắc mắc thêm về sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.